Tổng ba số là 235. Biết số thứ nhất lớn hơn tổng của hai số còn lại là 75. Số thứ hai lớn hơn số thứ ba là 24. Tìm ba số đó. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Chúng tôi nhận được tín hiệu từ Thái An, xin mời. Câu trả lời của em, số thứ nhất là 155, số thứ hai là 52, số thứ ba là 28. Chúng ta có thể thấy là tổng 3 số là 235. Và hiệu của số thứ nhất với tổng của hai số còn lại là bằng 75. Suy ra số thứ nhất sẽ bằng 155, đúng như Thái An nói. Tổng của hai số còn lại bằng 80. Suy ra hiệu của số thứ hai trừ đi số thứ ba sẽ bằng 24. Từ đó tính ra được số thứ hai là 52 và số thứ ba là 28. Rồi, chúc mừng Thái An. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Trọng Thành rồi. Bạn hãy nỗ lực hơn nữa ở những câu hỏi tiếp theo. Và người sắp sửa bước vào phần thi về đích đó chính là Thái An, niềm tự hào của trường Amsterdam. Xin mời bạn. Và Thái An sẽ lựa chọn những câu hỏi thế nào? Em xin chọn gói câu hỏi 20, 30 và 20 ạ. 20, 30 và 20 đó là lựa chọn của Thái An. Hãy bình tĩnh. Cây rau má khi bò trên đất ẩm, mỗi mấu thân mọc ra rễ. Mỗi mấu thân tách ra có thể thành một cây hoàn chỉnh vì đủ rễ thân lá. Đây là ví dụ cho hình thức sinh sản gì ở thực vật? Sinh sản vô tính. Câu trả lời của chúng tôi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên hay sinh sản vô tính. Chúc mừng Thái An. Bây giờ câu hỏi tiếp theo của Thái An sẽ có giá trị 30 điểm và chúng tôi mong bạn sẽ giữ được sự bình tĩnh. Hãy sắp xếp các cuộc khởi nghĩa sau theo thứ tự thời gian trước sau: khởi nghĩa Mai Thúc Loan, khởi nghĩa Bà Triệu, khởi nghĩa Phùng Hưng, khởi nghĩa Lý Bí. Câu trả lời của em là đầu tiên là khởi nghĩa Bà Triệu, sau là khởi nghĩa Lý Bí, Mai Thúc Loan và Phùng Hưng. Chúng tôi đã nghe thấy rất nhiều những tiếng bấm chuột ở phía sau rồi. Và các bạn thí sinh còn lại không còn cơ hội. Quá xuất sắc ạ. Khởi nghĩa Bà Triệu năm 248, khởi nghĩa Lý Bí năm 542, khởi nghĩa Mai Thúc Loan đầu thế kỷ thứ 8 và khởi nghĩa Phùng Hưng từ năm 776 đến 791. Hoàn toàn xuất sắc, Thái An chúc mừng em.